Báo thủ này là một người rất yêu thích bộ phim Venom. Sau một nỗi buồn thất tình với con ghệ cũ, anh đã quyết tâm nỗ lực để trở thành một quái vật Venom ở ngoài đời thực. Bỏ ra rất nhiều tiền bạc cùng thời gian để nghiên cứu tìm hiểu về các nguyên liệu chế tạo. Cuối cùng anh cũng tìm ra được một phương án khả thi. Như chúng ta đang thấy, đây là một dạng chất lỏng màu đen, còn có tên gọi khác là nước từ hay nước sắt từ hoặc chất lỏng từ. Là một loại chất lỏng có từ tính duy nhất trong điều kiện bình thường. Chất lỏng này được sáng chế vào năm 1960 bởi NASA với mục đích kiểm soát dòng chảy của nhiên liệu lỏng tại môi trường không trọng lực ngoài không gian. Và nó cũng là một sản phẩm hoàn toàn nhân tạo do chính con người tạo ra. Nước từ gồm 3 thành phần chính là hạt từ tính, chất rắn, chất bao phủ bề mặt còn gọi là chất hoạt hóa bề mặt và dung môi, chất lỏng. Các hạt từ được phân tán trong chất lỏng tạo nên một thể được gọi là huyền phù, để có được các tính chất đặc biệt. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế thì nó quá phức tạp, nên chúng ta tạm thời bỏ qua các bạn nhé. Quay trở lại với anh báo thủ chán đời này, ngày hôm nay anh rất vui mừng vì vừa trông được khá nhiều nước từ của ông hàng xóm. Nên anh quyết định chơi liều thực hiện thí nghiệm cho chúng ta xem. Đầu tiên anh sẽ cởi chuồng như nhộng, rồi quấn hết mấy cuộn giấy trắng lên khắp toàn thân. Sau đó thì anh bước vào một chậu nước từ đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng có vẻ chậu nước từ này đã bị ông hàng xóm làm phép rồi các bạn ạ. Nên nó đã không thể phát huy tác dụng biến anh thành quái vật Venom được. Anh quay phim thấy vậy thì cay cú quá nên lấy nó tắm cho anh báo thủ luôn. Nhưng cái kết cũng không có gì thay đổi. Báo thủ vẫn còn sống và tiếp tục cuộc hành trình trở thành quái vật Venom. Lần này thì anh chơi liều nhiều hơn lần trước, khi trông về được một chai nước từ đậm đặc nguyên chất và đổ nó ra một cái máng để thực hiện thí nghiệm bằng chính bàn tay của anh. Ngay lập tức nó liền phát huy hiệu quả, khi bám lấy hút chặt tay anh kéo xuống cái máng, sau đó thì chúng lan truyền chạy lên trên tay. Thật quá đặc sắc với một màn thí nghiệm máu lửa, nhưng thành công thì vẫn chưa thể tìm ra. Chỉ thấy nó khiến anh trai báo thủ được một phen hoảng hồn, con chuồng ngứa muốn lột ra, làm cho anh vội vàng co chân chạy đi tìm xà phòng để rửa tay gấp. Anh quay phim cũng sợ báo thủ này chết do cái chất lỏng đó, nên đành xịt nước tắm sạch báo thủ luôn cho chắc ăn. Thay quần áo xong, anh thanh niên lại miệt mài tìm kiếm phương pháp để trở thành quái vật của mình. Sau khi lên hỏi thăm chị Google các kiểu con đà điểu, anh lại leo tiếp lên cái nóc nhà để vắt óc suy nghĩ thêm. Cuối cùng, thì anh chốt đơn mua 5 chai nước từ nguyên chất trên cửa hàng Shopee đang khuyến mãi. Cùng với đó thì anh lượn lờ đi đến các cửa hàng bán thuốc để tìm, mua thêm vài loại thuốc để phòng sẵn cái chất lỏng từ tính ấy khiến anh nguy nan. Chuẩn bị trước thật kỹ, chứ nếu có mệnh hệ gì là đăng xuất ngay không kịp trở tay đâu các bạn nhé. Đến khi đã tìm mua được các thứ cần thiết rồi, anh lại chợt phát hiện ra một ý tưởng khác. Thế là anh báo thủ vội quay về nhà thực hiện thí nghiệm mà chính anh vừa mới suy nghĩ ra. Đó là cho nam châm hút vào nước từ dạng lỏng. Qua thí nghiệm này anh lại nảy ra thêm ý tưởng khác, khi chợt nhớ ra đặc điểm của từ chính là có thể hút được cả sắt thép và từ tính cùng cực. Thế nên anh liền tìm đến những viên bi nam châm, rồi ra tay làm vài thí nghiệm nhỏ lẻ xương xương với nó. Ý tưởng này xem ra khả quan hơn, khi bộ giáp tay thô sơ của anh đã có thể hút nước từ và thay đổi hình dáng màu sắc. Quá vui mừng với thí nghiệm này có kết quả tốt, anh quyết định chốt thêm đơn mua thêm hàng triệu viên bi từ trên Lazada để chế tạo thêm một bộ áo giáp đầy đủ. Vài ngày sau thì shipper cũng giao hàng đến, anh báo thủ nhận hàng rồi vội vàng vào việc ngay và luôn. Bóc tách ra hết tất cả các hộp chứa bi để kiểm tra thật kỹ, xem thử chúng có hoạt động ổn áp không. Khi mọi thứ đã đúng như anh mong đợi, anh lại thử với nước từ kiểm tra lần cuối thêm. Sau cùng là báo thủ bắt đầu chế tạo bộ giáp bằng những viên bi ấy. Thỉnh thoảng anh còn thử nối bi lại với nhau, rồi gắn chúng trực tiếp lên trên cơ thể để kiểm chứng. Hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác đều được anh trai làm ra, nhưng tất cả đều thất bại. Cũng may là anh đã chuẩn bị nước rửa để làm sạch chúng một cách dễ dàng. Cuối cùng thì sau 7 lần 749 ngày nỗ lực chế tạo bộ giáp bi sắt thì nó cũng đã hoàn thiện thành hình. Mặc hết lên người gọn gàng cho đẹp, anh báo thủ cũng đã sẵn sàng thực hiện thí nghiệm bá đạo này. Vừa đút ngón tay nhẹ vào trong bể nước từ thần thánh, ngay lập tức bộ giáp của anh liền biến đổi màu ngay. Xem nhanh qua thì thật là quá ảo ma Lazada các bạn nhỉ. Nhưng cái kết thì nó vẫn chỉ là hàng pha ke, chưa thể biến báo thủ trở thành quái vật Venom được. Quái vật thì chưa thành, nhưng nó hành cho anh thanh niên một trận ngứa lột da rồi các bạn ạ. Nên anh đã phải nhanh chóng tháo hết áo giáp pha ke ấy ra, để xịt nước mà tắm rửa sạch cho hết ngứa. Tuy là vậy nhưng anh báo thủ vẫn không chịu bỏ cuộc đầu hàng. Anh hẹn lại chúng ta một ngày nào đó anh sẽ tìm ra được phương pháp để trở thành quái vật Venom. Hãy đăng ký kênh và comment dưới video này để ủng hộ anh trai làm thí nghiệm cho chúng ta xem tiếp các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chờ những thí nghiệm sau của anh báo thủ chán đời ghệ bỏ này nha. Mèo bánh xèo xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video review giải trí sau ạ.